Thời tiết thì càng ngày càng lạnh sâu rồi đúng không các chị em? À và với cái thời tiết như thế này thì dự báo là năm nay sẽ là một mùa đông kéo dài và lạnh sâu, nên là các chị em phải trang bị cho mình những chiếc áo khoác thật ấm, nhưng mà vẫn phải thật đẹp cả nhà nhá. Và mẫu áo khoác Phương đang mặc là một cái mẫu áo khoác trong bộ sưu tập mới của nhà Kadena, với tông màu đỏ đô vô cùng sang trọng và đẹp. Ngoài ra thì em này còn lót lông ở bên trong, nên là vừa thời trang ở bên ngoài mà vẫn giữ ấm, giữ nhiệt ở bên trong cho cơ thể. Và đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chị em trong mùa đông năm nay nhá. Và theo Mai Phương nghĩ thì một chiếc áo parka lót lông cừu siêu cao cấp như thế này cực kỳ phù hợp cho các chị em mặc trong cái thời tiết lạnh giá một chút này, bởi vì nó vừa nhẹ tênh mà vẫn giữ nhiệt cực kỳ tốt. Và mặc chiếc áo này thì hoàn toàn mọi người có thể mặc nó để đi dạo phố này, đi cà phê bạn bè này, hay là kể cả mặc đi làm cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và Phương nghĩ rằng là bây giờ Phương sẽ phải show cho mọi người kỹ hơn về từng chi tiết cũng như là kiểu dáng của nó để mọi người có thể tham khảo nhé. Nổi trội với chất liệu vải gió tráng bạc cao cấp, Kadena đem tới dòng áo khoác lót lông parka sang chảnh với chất liệu cải tiến vượt trội ở khả năng chống nước tuyệt đối. Lớp trong là lông cao cấp, siêu nhẹ, siêu giữ nhiệt và siêu bền, là sự lựa chọn thời trang hoàn hảo trong những ngày lạnh giá. Điểm nhấn của siêu phẩm thời trang thu đông này chính là thiết kế thân áo có dây rút eo, giúp điều chỉnh độ eo tự nhiên theo form dáng mỗi người, cùng với bộ khóa kéo bằng đồng cao cấp được khắc logo chính hãng và đồng bộ. Và với thiết kế mũ trùm đầu sâu như thế này thì các bạn có thể yên tâm giữ ấm tuyệt đối cho đôi tai cùng cái đầu xinh đẹp của mình nha. Kadena luôn phát huy thiết kế hữu dụng của mình trong từng chi tiết nhỏ nhất, với túi trong sâu rộng bảo mật cùng hai túi ngoài có khóa kéo an toàn thì bạn có thể yên tâm ra đường mà không cần mang theo túi xách nữa nha. Phần tay áo có khuy bấm tạo điểm nhấn thời trang cho các nàng nữa nha. Và với thiết kế chuẩn mọi form dáng thì nàng có thể yên tâm vì luôn có sẵn size phù hợp từ size M đến XXL, từ 45kg đến 74kg nhé. Và chị em mình chọn mẫu thiết kế này để làm trang phục mặc hàng ngày, đi chơi, đi cà phê hay dạo phố, đi làm đều rất là phù hợp. Nếu như bạn đã yêu mến thiết kế này của Kadena rồi thì hãy nhanh tay comment dưới video để đặt hàng và nhận ngay ưu đãi. Giá gốc là 1.480.000 đồng trên một chiếc, và chỉ trong ngày hôm nay sale còn 750.000 đồng trên một chiếc. Và thêm ưu đãi miễn phí ship thì các chị em còn chân chưa gì mà không săn ngay cho mình một em nào. Và các bạn hãy yên tâm, vì mình được kiểm tra hàng và mặc thử hoàn toàn ưng ý thì mới thanh toán cho nhà Kadena. Nếu không ưng thì chúng ta sẽ trả lại và hoàn toàn không mất phí ship đâu ạ.